Hi, xin chào tất cả mọi người. Lại là Hằng đây. Đã mấy tuần rồi mình không làm cái chuỗi series Sneak Peek of the Week, đúng không? Bởi vì là xen kẽ mấy tuần vừa rồi, một là mình tương đối bận và mình cũng có join một số các buổi go live rồi các cái buổi phỏng vấn. Thành ra mình đã lùi cái buổi Sneak Peek of the Week number 10 này sang hôm nay là thứ sáu, và mình cứ cố gắng duy trì là mỗi tuần sẽ có một cái buổi mình go live để giúp các bạn tìm hiểu thêm các cái thông tin về mô hình kinh doanh kỹ thuật số và một chút xíu về mình, để những bạn nào mà lần đầu tiên nhìn thấy mình go live hoặc là có xem lại bản phát lại của mình thì biết mình là ai nhé. Chào mọi người, mình là Hằng. Hiện tại thì mình đang ở Hà Nội, Việt Nam cùng với cả gia đình. Mình là mẹ của hai bé trai độ tuổi teen và vẫn đang làm quản lý ở một công ty xây dựng. Còn với kinh doanh trên nền tảng số thì mình đã làm được gần 4 năm và hiện tại đang là coach trong số hơn 1.000 coach trong cộng đồng có trên 185.000 thành viên tới từ khắp nơi trên thế giới. Và nếu như bạn nào có xem một cái bài post mình post sáng nay ạ, là khi mình thức dậy và mình có nhìn thấy một cái tấm hình là các coach ở trong team dưới coach Lan Anh của mình, thì mình vô cùng xúc động và cảm thấy rất là tự hào, cũng như xen lẫn một cái niềm hạnh phúc là bởi vì trong suốt khoảng thời gian vừa qua thì mình đã nỗ lực phấn đấu, học tập, sẵn sàng cho đi, và mình đã có thể trở thành coach ở trong cộng đồng lớn như vậy. Rất nhiều bạn thì có tò mò hỏi rằng là tại sao kinh doanh trên nền tảng kỹ thuật số lại cần phải có mentor và có coach đi kèm. Thế thì hôm nay là mình sẽ chia sẻ với các bạn, vậy thì cái vai trò của mentor và coach là như thế nào trong kinh doanh nền tảng số này, và coach cũng như mentor có thể giúp bạn làm được những việc gì trong kinh doanh này, đúng không nào? Đây cũng là một cái câu hỏi mà khá nhiều người reach out tới mình và hỏi. Trong quá trình mình chia sẻ, nếu như mà các bạn có thêm những ý kiến nào khác thì cứ comment thoải mái ở đây nhé, để chúng mình cùng trao đổi thêm thông tin. Rồi, thế thì quay trở lại. Vậy thì đầu tiên là tại sao cần mentor và coach, hay là mentor và coach là ai? Trong tiếng Anh thì cái từ mentor nó được dịch ra là người đồng hành, người giúp đỡ, người hỗ trợ. Còn coach được dịch ra là người huấn luyện viên, đúng không các bạn? Thì bình thường các bạn hình dung như này, là trong bất cứ một công việc nào hay trong bất cứ một cái việc các bạn học hành nào đó nhé, thì rõ ràng là luôn luôn cần phải có một người đi theo sát mình, đúng không các bạn? Có thể là thầy giáo đó, có thể là một người mentor, là người cố vấn, một cái người đồng hành với mình, có thể là coach trong là huấn luyện viên đó. Trong thể thao thì các bạn thấy là người coach rất là quan trọng luôn, coach, người huấn luyện viên. Vậy thì trong công việc, trong kinh doanh thì chúng ta sẽ luôn có cần có người đồng hành, bởi vì cái người đồng hành đó là cái người mà đã đi trước rồi, họ đã có kiến thức, họ đã có sự thực chiến, họ đã thành công và họ đi theo sát mình. Phải nói là trong bất cứ một công việc nào hay cũng như trong việc học hành mà chúng ta có một người theo sát ở chúng ta thì đấy là một điều may mắn. Bởi vì khi bước vào bất cứ một lĩnh vực nào mới thì chúng ta thường là con số 0, đúng không ạ? Mà nếu một con số 0 mà để chúng ta tự học, tự bơi, tự mày mò thì cũng có thể thành công, nhưng mà thời gian thành công thì có thể rất là lâu và chúng ta sẽ phải trả giá cả bằng thời gian, cả bằng tiền bạc, cả bằng công sức, cả bằng chi phí cơ hội nữa, đúng không các bạn? Thế thành ra là khi có một người ở đó mà lại sẵn sàng đưa tay ra hỗ trợ các bạn, chỉ dẫn cho các bạn từng ly từng tí một, cái bước này thì làm thế này, bước kia làm thế kia, bao giờ thì phải làm cái này, bao giờ phải làm cái kia, đúng không? Thì rõ ràng là sẽ giúp cho bạn là có kiến thức. Mà ở thế giới này thì kiến thức vô cùng quan trọng, đúng không? Sẽ giúp cho cái sự thành công của bạn rất là lớn. Thì mình có kiến thức này, mình vừa có kinh nghiệm và những trải nghiệm của những người đi trước, và chúng ta sẽ học được cả những cái tips thành công, học được cả những cái bài học thất bại để chúng ta nhanh hơn, chúng ta tiết kiệm cả về thời gian, tiết kiệm về công sức, tiết kiệm về tiền bạc và tiết kiệm cả về chi phí cơ hội, đúng không các bạn? Thế nhưng mà quay trở lại về học tập cũng như là trong các công việc cuộc sống thì không phải lúc nào bạn cũng có một người mentor và người coach ở bên cạnh bạn. Đấy là một tin buồn, đúng không ạ? Đó, và rất nhiều khi là chúng ta cứ phải tự bơi và cứ bơi bơi mãi bơi mãi, có người đến giữa đường thì bỏ cuộc đó, có người thì bơi mãi được cái mép bên kia thì mất bao nhiêu thời gian và công sức đó, và phải trả giá rất là nhiều. Thì trong kinh doanh trên nền tảng kỹ thuật số của tụi mình thì lại vô cùng may mắn là tụi mình luôn có mentor và coach đi kèm. Mentor là cái người đi trước bạn. Họ vừa học vừa trải qua một cái quãng đường như này và họ quay trở lại, họ đồng hành cùng với bạn. Họ giống như là một cái người đứng bên cạnh và bảo cố lên, cố lên. Hôm nay bạn làm tốt lắm, bạn đã học hơn ngày hôm qua một chút rồi, bạn tiếp tục cố gắng lên nhá. Ồ, cái chỗ này không đúng rồi, bạn phải làm thế này nhá, vân vân và vân vân. Thì cái người đồng hành đấy sẽ là cổ vũ bạn, cùng với bạn, kéo tay bạn cùng đi lên, cùng tiến lên phía trước, đúng không ạ? Giúp cho bạn là học và vững tâm bước về phía trước.
thì đó là vai trò của một người đồng hành, của một cái người support hỗ trợ bạn nữa, của một người cố vấn. Hãy tìm cho mình một người cố vấn giỏi mọi người nhé. Thế còn coach, coach là một người huấn luyện viên. Thì coach là một cái người mà cũng đóng vai trò là một mentor, nhưng đồng thời coach là một cái người được học rất là nhiều. Họ có rất nhiều kiến thức trong cái business của mình, thì họ được train liên tục. Không chỉ train những kiến thức của một mentor được học, mà họ còn được học cả những kiến thức về lead team, về lãnh đạo team, kiến thức về một của một leader trong một cái team. Rồi biết cách để đồng hành, biết cách vạch ra đường hướng chiến lược. À, nếu như mà thấy cái người trong team mình mà đi bị lệch hướng, thì cái người coach ấy sẽ có vai trò là hỗ trợ, dẫn dắt, chỉ ra đường hướng. À, nếu bạn đi hướng này thì bạn sẽ thế này, bạn đi hướng kia sẽ thế kia, bạn đi hướng nữa thì sẽ như thế này. Đó, vai trò người coach rất là quan trọng. Và để lên làm coach thì không phải là một điều đơn giản, bởi vì nó phải đáp ứng được những cái yêu cầu nhất định mà hệ thống kinh doanh bên mình yêu cầu. Đồng thời cái người coach đó phải trải qua 3 cái vòng thi. À, phải nói thực sự là hồi hộp và gay cấn luôn ạ. Và team mình vừa rồi có bạn Nga đã lên làm coach và vô cùng tự hào. À, trong team nhỏ của mình thì hiện tại bao gồm của mình là đã có 5 coach và có một cái truyền thống là coach nào thi một lần cũng đỗ ngay và cực kỳ là tự hào mọi người ạ. Bởi vì mọi hình dung là trong số hơn 1.000 coach trên toàn cầu thì riêng coach người Việt nhé cũng phải lên tới vài trăm người. Và với cộng đồng lớn đến như vậy thì những người coach có vai trò vô cùng quan trọng để giúp cho cộng đồng phát triển và cùng nắm tay, cùng hỗ trợ các thành viên trong cộng đồng, trong team được thành công, đúng không mọi người? Thì người coach ấy, thì ở đó họ không chỉ là một cái sự nỗ lực, họ kiên trì, mà họ còn phải có sự bao dung. Họ phải sẵn sàng làm việc, họ phải sẵn sàng hỗ trợ team và cộng đồng, và họ sẵn sàng cho đi. Đó là một cái vai trò người coach trong cộng đồng rất là quan trọng. Một mentor thì chưa chắc đã có thể là coach, nhưng một coach thì chắc chắn có thể là mentor cho bạn được. Cho nên đôi khi bạn sẽ thấy là có một người đóng vai trò vừa là mentor vừa là coach. Đó. Và những người mentor thì có thể chưa chắc đã là coach, bởi vì phải thi và phải trải qua những cái kiểm soát gắt gao, những cái quy định rất là gắt gao của cộng đồng luôn. Và thậm chí là một người đã pass qua coach rồi thì sau 3 tháng lại phải test lại kiến thức xem có chuẩn hay không. Thì để các bạn thấy rằng là cái người coach ở trong cộng đồng với mình ấy là được đào tạo vô cùng bài bản. Bọn mình từng level một đến đâu, bọn mình lại có những cái kiến thức đào tạo đến đó. Cho nên là cứ học đến đâu, thực hành đến học đâu, thực hành đấy. Và đến khi bạn đủ trình độ làm coach thì bạn apply thì làm coach đó. Và đi làm coach rồi thì bạn sẽ được thực hành, được giao một số nhiệm vụ bạn phải hoàn thành và bạn phải support và hỗ trợ cộng đồng cùng thành công. Thì đấy là vai trò của coach nhé. Và mình cũng rất là tự hào hiện tại thì đang là một trong số trên 1.000 coach toàn cầu và được chứng thực là International Coach. Đó. Vậy thì vai trò của mentor và coach trong kinh doanh trên nền tảng số đó là cái người ở đó để hỗ trợ bạn, giúp đỡ bạn, vạch ra đường hướng, vạch ra chiến lược cho bạn, song hành cùng với bạn, giúp bạn đi tới thành công. Chỉ cần bạn có khao khát đủ lớn, bạn cam kết và nỗ lực làm việc mỗi ngày thì chắc chắn mentor và coach sẽ luôn ở đó. À, trong kinh doanh kỹ thuật số thì mentor và coach sẽ là mentor và coach về cái mảng kinh doanh kỹ thuật số nhé. Và đôi khi thì mentor và coach lại còn đóng vai trò giống như là life coach, tức là coach cả về cuộc sống nữa. Đấy là nói chuyện vui thôi, chứ tụi mình thì mentor và coach về kinh doanh thôi. Nhưng mà vì chúng mình sử dụng cái attraction marketing, tức là marketing hút, vì vậy mà các bạn, các thành viên trong team thì thường có một cái điểm chung nào đó, và trong cái quá trình làm việc với nhau thì bọn mình ngày càng phát hiện ra là mọi người có rất nhiều những cái tiềm năng, những cái tài năng mà còn đang tiềm ẩn, và mọi người tin nhau, mọi người hỗ trợ nhau, mọi người có thể chia sẻ với nhau, và sau này thì nó không chỉ trở thành là một người mentor, mentee hay là một coach và một thành viên trong team nữa, mà giống như là chị em bạn gì, bọn mình cứ trêu nhau như vậy. Cho nên mỗi lần mà gặp nhau thì bọn mình rất là vui và chia sẻ rất nhiều các thông tin tuyệt vời. Ví dụ như là trưa nay mình có được mời đến tham gia một cái buổi offline cuối năm của team của coach Oanh, và rất là vui. Và về sau mình còn nhắn cho coach Oanh là trời ơi, team của Oanh mọi người tình cảm thế, mọi người rất là yêu mến nhau, quý mến nhau, tình cảm ấy. Và đúng thực sự là như vậy. Đó chính là nhờ attraction marketing, tức là marketing hút ấy. Marketing hút sẽ giúp những người có cùng tần số sẽ tìm đến với nhau, sẽ làm việc cùng nhau, sẽ ở lại với nhau và support cùng nhau. Và chúng mình giống như là tìm thêm những người anh em, những người chị em ở trong business này. Điều đó quả thực là tuyệt vời, đúng không các bạn? Nếu như các bạn được nhúng mình trong một môi trường mà ở đó ai cũng ngực năng lượng này, rất là tích cực này, rất là happy, rất là vui vẻ, sẵn sàng support nhau, đi cùng với nhau, thì đấy sẽ là một môi trường rất tốt giúp bạn học hỏi phát triển bản thân, đúng không? Chứ nếu mà bạn bị nhúng vào một môi trường mà ở đó mọi người cứ e dè nhau, cứ dè bỉu nhau, cứ cạnh tranh nhau, chỉ sợ nhau thành công ấy ạ, và muốn kéo tụt nhau xuống, thì chắc chắn đấy là một môi trường rất là toxic, rất là độc hại, và chúng ta không nên ở trong môi trường như thế, đúng không? Và mọi người hay nói là hãy nói cho tôi biết 5 người bạn xung quanh bạn là ai, những người thân cận nhất, thì tôi sẽ chỉ rõ cho bạn là ai. Cho nên với bản thân mình thì mình thấy mình rất là may mắn vì được đang ở trong một cộng đồng lớn như vậy, một cộng đồng với
những con người tuyệt vời luôn support nhau, và cũng rất tự hào là mình là một trong những người coach ở trong cộng đồng như vậy. Thì đấy là cái phần chia sẻ của mình cho cái buổi topic sneak peek of the week number 10 ngày hôm nay, là vai trò của men trong kinh doanh trên nền tảng số nhé. Và bây giờ cũng là dịp mà ngày 22 tháng 12 đó, là dịp lễ Noel, lễ Giáng sinh trên toàn thế giới. Và với những người mà theo đạo thì chắc chắn đây là một cái đạo Thiên Chúa, thì đây sẽ là một cái lễ cực kỳ là quan trọng đó. Thế còn với ví dụ mình thì không phải người theo đạo Thiên Chúa, nhưng mà mình cũng rất thích cái không khí Giáng sinh như vậy. Và xin được gửi lời chúc tới tất cả các bạn và gia đình các bạn một mùa Giáng sinh thật là bình an bên gia đình, và một năm mới thật là hạnh phúc. Và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn trong những cái buổi go live tiếp theo mọi người nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn ngủ ngon nếu các bạn đang ở múi giờ của châu Á. Và nếu đang ở múi giờ của bên Canada, bên Mỹ hay bên châu Âu thì chúc các bạn sẽ có một ngày thật là tuyệt vời. Hẹn gặp lại mọi người trong các go live tiếp theo nha. Bye for now.